Sí, amigo. Vậy càng hiện đại con người ta càng không nói chuyện, mỗi người yêu nhau có cắm đầu vào chơi game. Xem phim chưa? Ra đây. Ủa sao thằng này nó không chỉ biết rồi chị. Này được mà, ủa chồng của tôi đó Mỹ gì nghe vậy? Hồi đứng mộ á, thằng này nó nói nè, chồng đến nhỉ. Đâu vậy trời? Đây. Hồi thôi mệt nó mới cơm xong. Tự nhiên nó vô vô thôi gọi điện không nói đâu. Ăn đi mới ăn cơm xong. Ôi ai nằm vô duyên vậy mẹ. Vậy đi tự nhiên nằm đây tự nhiên quán quán không bán có đàn ông nằm đây anh nghĩ sao về ngủ đi. Về ngủ đi tự nhiên. Em ghét nhất là muốn chạy vô chạy chứ không nói năng ăn. Tự nhiên vô cái chưa đi ăn. Làm như em là gì của anh vậy? Chà. Giá mà thấp nhất để đi em một mình 1 triệu nhân dân. Gì? 1 triệu nhân dân. Cái gì? Gì? Để ra, để ra. Bỏ chị mụn một cái này em nghẹn là được rồi. Trời đất. Không, không quá. Số khổ ha. Nó quen là mèo cũng là cái gì. Khóc gì đâu mà. Dạ. À. Cảm ơn cơm gì ăn đi muốn cái gì ăn muốn ăn kem ăn muốn ăn kem ăn thịt ăn thịt ăn thịt nhiều người đẹp nhất trên đời chẳng bao giờ đẹp chẳng luôn gì lắm rồi ôi để đẹp trai mà
Không có giận mỗi về hả mẹ? Mẹ ế không pha đủ đi rồi. Có người rủ em chưa có mèo. Ôi giời ơi, đó mày ăn gì? Ăn cơm của gì đấy? Dưa hả? Dưa cơm cho dưa. Dưa, dưa vào cơm mà. Ăn hả? Lạ quá. Ăn này nó bụng chết. Có đồ nó ăn không kì. Kì. Dưa hấu. Cơm. Cơ đều đồ nhất rồi đó. À, đập thận ra đâu á. À, rồi rồi. Cái mặt đây. Thế đẹp, thế đã. Quá tự tin rồi vậy đó. Cái nào cũng tỏ ra.
Cứ ăn nó duyên này. Nó lạ lạ này. Ăn là nó một cái là mặn một cái là quá ngọt. Cái nào? Cái nào?